Hello, em xin chào cả nhà. Và hôm nay thì chiều em đi nghe bà chủ ở trên này bà kêu bán một chiếc xe Belarus trên này không. Có giấy tờ, có mọc. Xe này thì đầu là có một cầu. Đây. Đây các vị. Đấy, thì lời đầu tiên thì em cũng chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy hạnh phúc, nhất là tất cả những người đang yêu mến về máy cày, đang theo dõi về máy cày, thì có những người thì đang cần chiếc máy cày để làm việc, và có những người thì là kêu bán. Đấy, thì trong cuộc sống chúng ta thì có người có rồi thì người ta lại thay đổi như thế nào thì không biết, nhưng hôm nay thì Lê Tuấn lên đây thì gặp chủ kêu thì Lê Tuấn quay. Thì trước hết thì chiếc xe Belarus này là có giấy tờ đầy đủ. Đấy, cái đầu của nó đây quý vị này. Đấy. Belarus 920. Máy móc thì đây. Đấy, máy cày đây 4 máy. Đấy, có đề bự luôn, đề to. Lọc hết, lọc mỡ hơi. Bình. Đấy, nói về Belarus thì Lê Tuấn không rành, cho nên Lê Tuấn chỉ quay rồi chúng ta bình luận. Đấy, vừa trước, rồi vừa sau, có cabin nhá, có cabin. Đấy, thì quay đầu trước, sau quay ngoặc. Đấy, ngoặc 5m, cao 2m2, đấy, rộng là 2m4. Đấy, thì vỏ là S39. 18.430. Đây, cái này thì la răng của nó lại úp vào cái gì nha. Đấy. Mở ra. Đấy. Đây, về mọt thì tiết tấu của mọt thì ok luôn quý vị ạ. Cũng được. Đấy, độ. Đấy. Rồi. Đấy, mọt đây. Mọt thì đang còn chắc chắn, mọt chưa có mục, chưa gì hết á, đang còn ấy luôn à. Đấy, mở đây. Nghe nói là cầu của Hyundai quý vị nha. Đấy. Cầu Hyundai. Đấy, đi thông luôn. Đấy, thông luôn này. Thông luôn nhưng không có số nha, rút luôn á, chứ không phải là hộp số. Đây, cầu không có hộp số, cầu đi thẳng luôn. Đấy. Đây này, thẳng này, thẳng vào đây luôn này, đấy. Đấy, thẳng luôn này, đó. Người ta nói là cầu này là không biết cầu gì không biết nhưng mà. Đấy. Rồi. Hoặc là 5 mét. Cao 2m2. Rộng 2m4. Đấy, ai có nhu cầu. Đấy, chủ kêu là bán 240 triệu. 240 triệu cặp vỏ đây đang ok luôn. Cặp vỏ có gì đâu cũng đang còn đi được. Nói chung là ok. Mọc thì coi như là đang còn ngon lành luôn. Chắc cứng luôn. Mọc này thì ấy. Đấy. Tí bò luôn nhá, một tí bò. Một tí bò. Đấy. Này. Dày luôn, cứng chưa. Đấy, đây nguyên hình của bọn bên này 22, mọc lớn luôn, mọc tên đinh, mọc có giấy tờ luôn. Và tiếp tục là cái vỏ bên này. Đấy. Đấy. Thông số kỹ thuật như thế nào. Đấy, bơm mỡ này thì xì nhưng mà nó máy cày còn nào. Đấy, đây có một cái máy cày đang về luôn rồi. Hai ba cái máy cày công ty này lắm máy cày. Cái này chắc là ngàn.
tập trung vào vấn đề của chúng ta. Cái này nó có cái gì thế này? Đây là một chiếc xe BMW 920 có cabin và đầy đủ giấy tờ, 240 triệu. Đấy. Rồi, ok. Và sau đây thì cũng là một cái nhịp cầu nối cho mai có một cái BMW cái đầu máy cày, quý vị ạ. Có một cái đầu máy cày người ta mới gửi hình cho Lê Tuấn là nói là bán giùm. Có dàn cày luôn. Đầu là xe kinh MBS. Đấy. Mà giá 80 triệu. Có dàn cày, dàn sới. À quên. Một dàn cày và một dàn khoan. Khoan lỗ. Đấy. Thì mai người ta gửi là dô cái Lê Tuấn úp lên và đưa lên. Thì cả nhà chúng ta xem cái đó được ai ưng thì lấy. Cái đầu MBS nhá. Và một dàn. Một dàn coi như là khoan lỗ. Và một dàn cày. Rồi, ok. Và hôm nay xin dừng tại đây. Rất mong cả nhà chúng ta xem, nhấn like và đăng ký kênh và ủng hộ Lê Tuấn. Lê Tuấn xin cảm ơn rất nhiều. Và xin hẹn lại video sau. Xin cảm ơn.